Rồi. Hôm qua có anh khách kia anh hỏi em cái nắp này em gắn nắp khác rồi nha, lại thịt luôn á, cái mạch luôn mà anh chưa rửa cho anh đâu đó. Thì có anh khách kia anh chốt rồi mà nói anh cọc rồi mất tiêu luôn. Thì hôm qua có anh sao hỏi mua, có gì liên hệ lại giùm em ha, con Kawasaki nè, con này mới tin luôn nha anh chị đó, có dây sẵn đó. Có cái clip cái test mới rửa vệ sinh đó, có gì anh chị xem đi em. Rồi thôi em chào nha. Cái bình 20 lít luôn nha, bao bình nguyên luôn.